bản chim bồ câu đó các bạn. Đó, chim bồ câu đậu ở trên tượng Đức Mẹ này. Đây là nhà thờ Đức Bà. Đó, nhà thờ Đức Bà thì đang được sửa chữa. Trên là hai cây thánh giá rất lớn này. Còn phía trước mặt của chúng ta là bệnh viện. Là cái bưu điện trung tâm thành phố. Đó các bạn nhìn. Chim rất là nhiều nhé. Mình sẽ lia một vòng cho cả nhà coi. Chào cả nhà, ghé đây mua bún riêu phèo phải không chị nhỉ? Mang về bao tiền một phần đấy chị? 38 đầy đủ. Vâng, cho em phần đầy đủ. Tiệm này tên là gì ấy chị? Hả? Tiệm tên là gì ạ? À, bà Muỗi. Bà Muỗi? À, chị tên là Muỗi à? Không, bà chị ấy. Còn chị tên gì? À. Bà chị bà bán rồi, bà đi công chuyện rồi. À à. 38k một phần nè. Vâng, chị cứ cho đầy đủ đi ạ. Đây, khách ăn. Đây, bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 12 giờ trưa. Vâng. Chừng nào hết nghỉ? Chừng nào cứ mỗi ngày kiếm đủ 3 triệu rồi nghỉ thôi. Lời 3 triệu rồi nghỉ.
chị đang lấy gia vị đó. Hối tiền giùm em ạ. Đấy là mua dùm, mới có người nhờ mua dùm chứ. Đi kiếm muốn chết à. Hóa ra đây là lô lờ hả chị? Nó để cái bảng tóc bên kia, em thì tưởng là lô C. Hẹn nào đi hỏi. Vâng. Rồi em cảm ơn. Rồi chào chị nhé.